Ngày trước, vùng Bà Rịa còn hoang vắng nhiều. Nhà ngoài thì ở trong vùng núi sâu, ở gần núi Dinh hoang sơ. Hè nào mình cũng về ngoại chơi. Và hè năm 1995 là mùa hè nhớ nhất. Cũng như bao hè khác, lội ruộng bắt cua, đi lông nhông quanh nhà cậu, chơi với mấy đứa em họ. Nhưng tối thì phải về nhà ngoại ngủ với ngoại. Nhà ngoại đi vào là một cái sân, rồi vào phòng khách. Tiến vào trong là phòng thuốc của ông ngoại, mà từ nhỏ mình rất sợ vào trong đó, vì trong đó có hai cái quan tài to tổ chẳng. Theo quan niệm của người miền Trung, để quan tài trong nhà thì sẽ sống thọ hơn và tai qua nạn khỏi. Rồi tới sàn nước, rồi một lối thông ra vườn. Phía sau nhà là phòng ngủ, cũng thông với vườn. Tối đó trời mưa rả rích, mưa bong bóng nên dai kinh khủng. Ở dưới quê thì ngủ rất sớm, chỉ mới 6-7 giờ tối thì đã tắt đèn đi ngủ rồi. Còn một mình nằm lăn lộn, chỉ có tiếng cóc nhái ở nương kêu. Mình thì ngủ với bà ngoại, còn ông ngoại thì ngủ ở giường khác. Khi nằm hoài không ngủ được, trời thì lạnh nên sinh ra buồn tè. Nhưng vì sợ nên không dám bước ra phía sàn nước, vì chỗ đó gần với quan tài. Mình nghĩ nhỡ có cái gì đó từ quan tài chui ra thì có nước chết mất. Thế là quyết định ra vườn. Mình leo xuống giường, mở cửa ra tè. Gần cửa nhất có cây me, trên cây me có cái hốc nhỏ rất vừa tầm để tè vào. Xung quanh bao phủ một màn đêm tối mù, mưa thì rơi rả rích. Nói chung là rất sợ, nhưng cũng ráng giải quyết cho xong. Đang tè vào hốc cây, tay thì dựa vào cây ổi. Bỗng nhiên mình chạm phải vật gì đó trơn trơn, như cầm vào một sợi dây. Cầm nó giật giật, đưa sát vào côi thì biết nó là tóc. Nghĩ chắc là tóc giả của ai đó, nên cũng nhìn lên theo hướng xuất phát của mớ tóc đó. Thì trời ơi, tim mình như ngừng đập khi thấy một khuôn mặt đang nhìn mình, ánh mắt vô hồn, toàn thân mặc đồ trắng và còn bồng theo một đứa bé ngồi trên ngọn cây ổi, đầu nghiêng qua một bên, mặt trắng bệch. Mình chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh trước khi ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trên giường, vội ngồi dậy ôm bà ngoại khóc ầm trời lên. Tối hôm sau sợ hãi quá nên xin ngoại cho qua cậu ngủ một đêm. Nhà cậu thì phía sau là một vườn điều và trái cây đầy đủ. Cuối vườn là nhà mộ của dòng họ do ông ngoại lập nên. Chả khác gì tối hôm trước, cũng mưa, cũng mắc tè, nhưng khôn cái là kêu cậu dẫn đi chứ không dám đi một mình nữa. Nhà cậu thì sàn nước hướng ra ngoài nhà mộ của dòng họ. Cậu thì ở chỗ cửa, còn mình thì đi ra sàn nước và đứng tè. Đang tè ngon lành thì bỗng nhiên thấy phía xa xa có những đốm lửa bay từ hướng nhà mộ tới. Những đốm lửa từ xanh xanh rồi sang vàng, cứ đu đưa tới gần mình. Lúc đó mình chỉ còn biết chạy ùa vào nhà ôm lấy cậu khóc toáng lên. Nhưng khổ nội là cậu không thấy gì hết, còn chửi mình là đồ nhát cái nữa. Sáng hôm sau thì mình vội cuốn gói về nhà ngoại. Sau này mỗi lần đi tè thì đều có bà ngoại dẫn đi, chứ không dám đi một mình nữa. Ngày đó trong xóm còn nghèo lắm. Có nhà đó có một cậu bé 14 tuổi. Cha mẹ thì mất sớm, chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau làm thuê cày mướn sống qua ngày. Một ngày nọ, khi cậu đi ra đồng thì phát hiện một con rắn có cái sừng trên đầu. Cậu cầm đá ném trúng ngay đầu nó. Con rắn cuốn tròn lăn lộn rồi thả mình xuống ao. Cậu vẫn tiếc nuối con rắn đó nên đi mò, nhưng tuyệt nhiên không thấy con rắn đâu nữa. Đến hôm sau, cậu bé bắt đầu sốt cao, và rồi cậu ngủ nhưng không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhà nghèo quá, không có tiền mua quan tài, nên hàng xóm mỗi người một tấm ván đóng hòm cho cậu bé, để cậu được an táng đàng hoàng tử tế. Cả xóm kéo nhau đóng hòm cho cậu. Nhưng khi tới giờ liệm
thì thi thể cậu bé đó dài ra một chút, không bỏ vào áo quan được. Cả sớm trách nhau sao không đo cho đàng hoàng, rồi đo lại một lần nữa. Nhưng tới lần liệm thứ hai thì thi thể lại dài ra thêm một chút nữa. Cả sớm bây giờ cũng đã thắc mắc, vì cậu đó đã dài ra gần một gang tay rồi. Chuyện này chưa thấy bao giờ. Nhưng giờ cũng đo, cũng sửa lại quan tài. Nhưng tới lần thứ ba thì xác cậu bé đó vẫn dài ra thêm đúng một gang tay. Mọi người trong xóm hoảng quá, nên bàn tính chắc quấn chiếu thôi, chứ dài ra hoài thì làm sao mà liệm. Một số người bắt đầu xì xào cho rằng cậu bé đã đập chết con rắn tinh nên bị quở trách. Tính mình hiếu kỳ, thấy có chuyện kỳ lạ nên chạy về nhà kể ông ngoại nghe. Ông ngoại nghe xong thì chỉ cười cười rồi dẫn mình đi lại đám ma đó. Đi đến nơi, ông ngoại xem lại ngày giờ rồi tính toán gì đó trong miệng mình không nghe rõ. Sau đó ông ngoại đưa tiền cho mọi người xung quanh mua trái cây với hoa, làm một bàn thờ tạ tội gì đó. Rồi ông bảo mọi người từ giờ tới giờ liệm không ai được vào nữa. Tới giờ liệm thì cử người bỏ vào quan tài thôi. Ai cũng nghi ngờ là xác chết đang dài thế thì sao bỏ vừa vào áo quan được. Nhưng đúng là điều kỳ diệu đã xảy ra. Thi thể cậu bé đó không những bỏ vừa vào mà còn dư ra nữa. Về tới nhà, mình nặng nặc hỏi ông ngoại. Ông ngoại bảo tại nó đập chết rắn tinh nên mới chết như thế. Những con rắn mà không sợ người và có sừng trên đầu đều là những con rắn tinh, rắn thần. Đừng bao giờ động vào những con rắn đó. Thấy nó thì lạy rồi bước lùi, chứ đừng đánh hay chọi gì hết. Nó cắn thì có thánh mà cứu được. Do rắn trả thù nên nó mới chết bất đắc kỳ tử như thế. Tôi hỏi tiếp, còn chuyện xác chết dài ra là sao ngoài? Ngoài bảo nó dài ra là do những người không biết làm áo quan. Đáng lẽ ra họ chỉ cần đo một lần thôi, rồi đóng dư ra một chút là bỏ vào vừa. Nhưng họ đo đi đo lại nhiều lần nên ma quỷ xung quanh nhập vào quấy phá. Ngày trước nơi đây còn hoang sơ, ao hồ là chính. Ba mẹ mình thuê một căn chòi nhỏ bán rượu sống qua ngày. Lúc sinh mình ra vẫn còn bán rượu. Tới năm 4 tuổi mới mua được một căn nhà mới. Ngày trước có một ông già neo đơn, nhà nghèo, thường hay lại uống rượu. Có lúc ông đói, thấy nhà mình luộc khoai ăn, cũng ghé xin một cụ ăn cho đỡ đói. Rồi một hôm ông ấy chết trong căn nhà. May sao có mấy ông bạn già ghé qua, chứ không là không biết ông chết khi nào. Giờ căn nhà của ông cũng bán lại cho một người khác. Lúc bán lại thì căn nhà cũng bị bỏ hoang vài năm. Gia đình mình gặp biến cố lớn nên phải bán nhà rồi thuê nhà ở. Thế mà thuê ngay đúng căn nhà hoang ấy mới ghê chứ. Mới bước vào căn nhà đó, mình đã thấy âm u rồi và thấy hơi lạnh lạnh. Rồi mẹ mới gọi mình nhớ lại. Con nhớ cái ông hồi đó hay ngồi uống rượu ở nhà mình không? Ông ở nhà này nè, rồi chết hồi nào cũng không ai hay. Tự nhiên da gà mình dựng đứng lên hết. Nhà mình có một góc nhỏ bên hông để phơi đồ. Nó hoàn toàn cách biệt với nhà, chỉ có ánh sáng đèn từ phòng mẹ mình hắt ra không đủ để chiếu sáng khu ấy. Nhưng mình cũng mắc cái bóng đèn dây tóc ra đó khi phơi đồ vào ban đêm. Một hôm đang phơi đồ, bỗng nhiên mình thấy trong một góc tối ở kho chứa đồ có cái gì đó mờ mờ tiến ra. Cũng may là lúc đó phơi đồ xong rồi, vừa ôm cái thau chạy vào trong nhà thì bỗng nhiên phía sau lưng có một giọng nói vang lên. Con ơi, có củ khoai không? Ông đói quá. Mình quay lại thì trời ơi, chính là ông đó. Cái ông hồi đó uống rượu nhà mình, nhưng mặt thì trắng bệch, mắt thì vô hồn nhìn vào mình đứng ngay cửa nhà kho. Mình chỉ còn biết lao vào nhà đóng ngầm cửa lại. Tối đó
mình không dám ngủ. Mắt mùng lên mà cứ sợ ổng kêu mình nữa. Nhưng rồi đến khuya thì mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng có ngủ yên được đâu, bóng đèn đó lại quay trở lại. Ổng đứng đó, nhưng mà ổng đầy vết thương và máu khắp người. Quần áo ổng thì rách nát, người ổng nhôm trơ xương. Con ơi, chú đói quá, con có gì cho chú ăn không? Tôi trả lời trong sợ hãi. Con không có chú ơi, mà chú là ai? Chú là chủ cũ của nhà này, hồi đó hay là nhà con uống rượu đó. À, thì ra là chú, mà sao chú không vào nhà? Nhà này là của nhà con rồi, chú đâu được vào nữa. Nhà cũ họ không cúng gì hết, nên chú đói lắm. Ủa, ổng chết rồi mà. Thế là mình thực sự vô cùng sợ hãi. Con lại chú tha con. Chú có muốn gì thì nói, để con cúng, con sợ quá. Con cho chú bữa ăn nha, chú đói lắm. Dạ, mai con nói mẹ con. Tới đó thì mình chợt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi vã ra khắp người. Sáng hôm sau, mình nói cho mẹ nghe giấc mơ đó của mình. Mẹ cũng chợt nhớ ra là khi về nhà chưa cúng cho ổng lần nào, vì cứ nghĩ là ổng đi rồi. Thế là nhà mình làm một mâm cơm ra cúng ổng. Mình có kể ổng ăn mặc xách xứ lắm, nên mẹ mình có mua cho ổng 2 bộ quần áo vàng mã đốt luôn. Khoảng 1 tuần sau đó, mình thi học kỳ nên hay thức khuya ngồi học bài. Tối đó nóng quá nên mình có mở cửa sổ thông với khu phơi đồ cho gió mát một tí. Khoảng 11 giờ đang ngồi lẩm bẩm vài câu lịch sử thì bắt đầu buồn ngủ. Vừa hiu hiu nhắm mắt thì bỗng có một giọng nói thoảng qua làm mình tỉnh giấc. Cảm ơn con nha. Mở mắt ra thì thấy chú đó đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt thì khá hơn trước, nhưng vẫn còn màu trắng bạch. Ánh mắt có chút hồn, không biết phải tả như thế nào. Nhưng mình lật đật đóng cửa cái sầm, tay chốt cửa, rồi ngồi không dám nhìn lên cửa sổ. Mình không dám học nữa, chạy lên giường trùm mền kín mít. Sáng hôm sau, mình có nói lại với mẹ, thì mẹ mình có cúng một mâm cơm, giấy tiền và áo quần, rồi khấn đừng có về tìm mình nữa, để cho mình yên tâm học. Đêm hôm đó, mình gặp lại ông ấy. Trong giấc mơ, ông bảo do ông bị bà con họ hàng lãng quên lâu quá, ông đói khát nên về báo mộng xin một chút cơm ăn. Kể từ đó, mình không còn gặp lại ông ấy và những cơn ác mộng nữa.